Trạm xe lướt thi mô tô Thủ Đức hôm nay lên cho anh em hai mẫu xe ha, Honda H300 và mẫu Honda CBR 150R. Xe cực kỳ đẹp luôn em ạ. Sơ sơ thôi là nhìn đó độ bóng lưỡng của nó rồi. Chiếc CBR này odo mới có 1.000 thôi là cực kỳ keng luôn. Đẹp từng góc cạnh, ABS trước sau, mẫu xịt bọt đời mới nhất của Honda. Quá đẹp luôn, thiết kế khá là ngầu ha. Kế bên là một mẫu tay ga gọi là đỉnh cao rồi. Anh em mà sở hữu đi cái này là sang trọng, quý phái và đẳng cấp ha. Xe được trang bị thêm một cặp phục ô long thần trưởng, quá đẹp luôn. Vô xe là auto sang chảnh liền. Anh em lấy phục thì thêm cho em 10 củ. Rồi thì bây giờ em sẽ review chi tiết từng mẫu xe để anh em ở xa hay anh em coi ở nhà có thể là chiêm ngưỡng được cái xe ha. Rồi đầu tiên thì giới thiệu tới anh em mẫu Honda SH300i biển Sài Gòn, giá là 169.800, đăng ký 2016 nha. Xe được trang bị phục ô liền, phục zin còn, thì anh em nào lấy phục ô liền thì thêm cho em 10 triệu. Form này là form cực kỳ đẹp luôn, đèn led hai tầng nè, có led dummy đây nữa, khá là đẹp. Đây, khi mà lên đủ đèn là như thế này đây. Chất từng centimet nè, bóng lưỡng à. Nói về mẫu tay ga thì đẳng cấp vẫn là SH à. Khi mà anh em sở hữu xe này đi ra đường là auto sang chảnh và đẹp trai nha. Cô gái là bao dính luôn. Xe hiện tại là màu xanh, xanh này em quên nó tên, xanh xanh gì đây, xanh coban xanh gì đó anh em, xanh rất là đẹp. Xe thì đây là chất xe đó, nước sơn bóng lưỡng à. Cả chi tiết trên xe là ngon lành hết nha, vỏ rồi gai dày cui rồi anh em, đây nè. Vỏ này cũng mới thay thôi, gai gai gió còn quá trời luôn. Ốc tán sáng chân hết. Xe vệ sinh tổng thể cho anh em nha, dĩa sau dĩa trước nè, ốc tán rồi sạch sẽ nghiêm chỉnh hết nha. Sáng chân nè, quả đẹp luôn. Một mẫu tay ga cực kỳ đẳng cấp trong thế giới xe buýt. Màu này quá trời sang luôn anh em, những anh em nào mà hợp con thủy màu này là cực kỳ sang luôn nha. Đây, đây về phần đồng hồ của nó ha. Nhìn cực kỳ hầm hố luôn, bự chán à. Thể hiện rất là đầy đủ thông số ha. Có nút on off của SH nữa, 300. Sử dụng smart key. Đây. Đó, quá đẹp luôn. Đó, nước sơn là từng chi tiết luôn nha. Bóng lưỡng à. Kèn xà beng. Máy móc thì tổng thể thì em đã vệ sinh trong ngoài hết rồi. Anh em xem ha, gầm gấp rồi nó đã vệ sinh sạch sẽ hết từ trong ngoài luôn. Đó, ốc tán xanh lè xanh lét luôn, quá trời đẹp luôn nha. Chà bá lửa, khói động cơ nhìn cực kỳ khủng luôn. Bô zin còn, chà bá luôn. Phục ô long thần trưởng. Đó, combo này là combo bất di bất dịch rồi. Bây giờ thì có nhiều loại hãng phục mới rồi, anh em cũng có nhiều sự thay đổi, nhưng mà ô long vẫn là phương án tốt nhất. Màu vàng lên xe nó rất là sang ha. Các chi tiết trên xe là quá trời đẹp luôn. Chung là xe này thì nguyên zin hết. Đó, có lên phục viết đồ chơi thôi. Biển số cực kỳ dễ thương luôn, 09978, những con số rất là đẹp. Vỏ sau trước sau là một cặp mới thay, gai còn rất là dày. Pirelli nha anh em. Ốc tán nè anh em không, sáng chân nè, rất là đẹp luôn. Dĩa sau dày cui à, trời ơi quá chất cho một con xe, quá dễ thương luôn. Đèn hậu sao cũng đẹp nữa, để em test test mẫu đèn hậu luôn. Đây. Rồi, quá đã luôn.
kỳ xịn sò. Đây, gầm gấp các thứ nè, lóc liếc đồ nè, sạch sẽ đẹp hết nha. ABS trước sau luôn, à, hai kênh, quá đẹp. Mẫu xe này anh em đi thứ nhất sẽ tiết kiệm xăng hơn mẫu 350 của Việt Nam hiện tại. Thứ hai là nó dòng xe nhập, vẫn là xịn sò hơn rất là nhiều so với mẫu kia. Nào, đi còn mẫu này vẫn sang hơn nhiều ha. So tại vì em thấy form này rất là đẹp. Còn cái form đời mới giờ nó full LED mà nó hơi gọi là biến tấu nhiều quá, xuất sắc luôn. Quá trời keng luôn anh em ha. Em thông số chữ nghĩa đồ đầy đủ hết. Chia smart key, gầm gấp đồ rồi. Chất lừ luôn anh em ha. Màu sơn này quá đẹp luôn á. Màu này là những em màu phong thủy màu xanh là chơi màu này là cực kỳ đẹp luôn. Tổng thể xe quá. Anh em nào đang tìm một mẫu xe tay ga ha, đẳng cấp đỉnh cao, chơi con này là hết nước chấm luôn. Máy móc này Honda là rất là bền rồi, cực kỳ nhảy nổ luôn nha. À, máy móc em ru à. Anh em nào có nhu cầu tìm kiếm một mẫu xe Honda Tayga sang chảnh hầm hố thì alo cho em nha. Mẫu này là cực kỳ đỉnh cao luôn á. SH300i biển Sài Gòn, giá là 169,8 triệu. Anh em lấy thêm phuộc ô liền thì cộng thêm 10 triệu ha. Còn không thì em sẽ giao xe zin. Tuyệt vời luôn. Rồi, tiếp theo thì em sẽ qua một mẫu xe mô tô. Này. Rất là keng luôn. Đấy. Rồi, tiếp theo thì em giới thiệu tới anh em mẫu Honda CBR 150R nha. Biển Sài Gòn, đăng ký 2021, giá là 64,8 triệu. Xe này là siêu keng, siêu cọp luôn anh em ơi. Odo mới có 1.500 cây à. Rất là chất luôn nha. Xe như xe thùng nha anh em. Keng sào beng, màu đen nhám, đen đỏ. Chung là ngoại hình xe là em không có gì bàn luôn, không một vết xước. Rất là keng luôn, ốc tán thì sáng trưng hết. Quá trời đã luôn ha. Keng sà beng nè, ti phuộc nè, sáng trưng luôn. Lực ơi là lực. Xe này là những anh em nào mà mới tập chơi xe mà mô tô hay xe côn tay ha, chơi những dòng xe này thì nó an toàn. ABS trước sau, dòng xe ngồi cũng không có mỏi lắm, dòng bọt city á anh em. So với R15 hay cùng phân khúc á thì những mẫu xe kia nó thuần quá thì đôi khi anh em chạy phố nó hơi đuối. Còn những anh em nào đam mê thì sẽ qua được cảnh nãy đó ha. Còn anh em những anh em mà mới tập chơi thì em khuyên dùng là mấy anh em mới chơi thì chơi nên chơi những mẫu xe của Honda. Dễ chăm sóc, bảo trì, bảo dưỡng. Rồi tư thế ngồi cũng sẽ là thoải mái hơn tí xíu. Xe này là như xe cọp luôn đó, như xe hãng dắt ra sao là nó nguyên vậy luôn á, rất là đẹp. Ốc tán rồi nó là cây keng hết, chưa hết rô đai mà anh em. Xe mới ô đô có 1.500 cây à, nên là không có gì để bàn luôn đó. Từng chi tiết ốc tán rồi này nọ là rất là đẹp nha, sáng trưng à. Bô zin, nói chung là đồ zin còn đầy đủ, các chi tiết trên xe khá là đẹp. Rửa lại sạch sẽ hết rồi, lên sóng lên sàn cho anh em là bao xe liếm luôn, quá đã. Form xe này đã được thay đổi khá là nhiều, giống như đàn anh 250RR ha. LED trước sau, đuôi thì vuốt nhọn lên đó, rất là ngầu. Đuôi zin còn đủ luôn đó. Xe này anh em mua sớm làm cho ký với chủ luôn, quá đẹp ha. Ốc tán nước xi nó sáng trưng à, chỉ không có gì để bàn hết, gai vỏ còn chỉ dày cui à.
anh mua, anh chủ anh mua xe xong anh dựng không à, không đi luôn. Một chủ đập thùng keng xà beng. Anh em nào đang có dự định mua xe mô tô hay mua dòng xe này mà mua xe hãng thì có thấy được clip em thì cân nhắc nhẹ lại xíu ha, mình dư ra được vài chục triệu để mình lên đồ chơi hay là để dành up cc nó sẽ ổn định hơn, chơi xe lướt trải nghiệm tập tành rồi các thứ nó sẽ đỡ chi phí cho anh em rất là nhiều. Không nhông xanh dĩa chưa, ốc tán chưa có dấu mỏ gì hết nha, ốc cốt chưa mỏ luôn nè. Đó, nguyên đai nguyên kiện keng xà beng hết trơn. Đó, có thay thì thay cái chống inox đó, chịu lực rất là tốt, chắc chắn, sạch sẽ nữa. Keng quá trời keng luôn, xe siêu cộp. Mẫu xe này rất là nhẹ nhàng, thoải mái, chạy đi xa rồi này nọ sướng. Anh em núp gió được. Đó, dòng bọt city thì ngồi cũng đỡ mỏi. À, anh chủ trước thì có muốn thuần bọt con. Đó. Hai chìa còn đầy đủ cho anh em luôn, full công tắc chức năng nha. À. Odo mới có 1.000 cây thôi anh em, không còn gì để chơi luôn. À, máy Honda Ribbon êm ru nhẹ nhàng, im như chó thở là có thiệt. Ok, Honda CBR 150R biển Sài Gòn, giá là 64.800, đăng ký 2021, Odo mới có 1.000 thôi anh em, siêu keng luôn nha anh em, quá trời đẹp luôn. Anh em nào có nhu cầu thì alo cho em ha. Ngoài ra thì bên em về xe rất là nhiều, anh em tham khảo thêm trên website thimotothudoc.vn dùm em ha. Xe cộ em cập nhật hàng ngày trên đó luôn, đầy đủ các mẫu xe đang có mặt tại cửa hàng đó. Rồi, những anh em nào chưa follow thì cho em xin một follow nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Bye 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 mọi người. Hẹn mọi người vào một mẫu xe mới ha. Em giới thiệu, em là Thi, Mô Tô Thủ Đức nha. Này chiếc xe của em và em đây. Đó, này là logo của cửa hàng em. Thì em là trạm xe lướt nha. Trạm xe lướt chuyên bán các loại mô tô xe hai bánh, xe hải quan chính ngạch thôi nha. Thì tại vì sao gọi là trạm xe lướt, thì cái xe của em á thì máy móc thì không nói nha, máy móc với lại điện đóm này kia tụi em kiểm tra hết rồi, thì tụi em mở hết tất cả ra, bung rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ nha. Để sao, để khi mà mọi người mua về á thì sẽ được người nhà nói là ồ cái xe này xe cũ mà nhìn như xe mới, nhìn đẹp ghê á nha. Chứ đừng có mà mua cái xe mà chưa được có rửa hay là như thế nào về mà người nhà chê này chê kia, nói trời mày bỏ mấy chục triệu mấy trăm triệu ra mà mua cái xe mà thấy ghê á, thì lúc đó là sao ta, cái mình thì mất cảm hứng mình chạy xe luôn nha, mất cảm hứng mình đi xe tiếp luôn, tự nhiên mua xe quá trời tiền mà về bị người này kia chê xe xấu nha, thì lúc đó mình phải bỏ ra 1.2 triệu ra để rửa nguyên con. Thì cái đó là tụi em đã làm cái chuyện đó rồi nha. Giới thiệu chành áo này, ốc tán nè, những đồ chơi trên xe. Em không có giới thiệu là cái xe này zin lốp bao nhiêu, rồi chiều cao in bao nhiêu, rồi mình chạy như thế nào như thế nào. Cái đó thì mình bấm Google ra nguyên một list, mình đọc cả ngày trời, mình nói cả ngày trời cũng không hết được nha. Rồi thì mọi người xem thì like và đăng ký kênh giùm em. Hàng ngày em sẽ đăng các cái xe mới, tại vì xe về hàng ngày nhiều lắm nha. Có cái logo nhỏ ở dưới như này nè, mọi người bấm đăng ký giùm em. Rồi. Rồi. Rồi, giới thiệu xong rồi nha. Thì như mọi người cũng biết nha, xe thì đẹp nè, bóng loáng luôn. Đã rửa từ trong ra ngoài rồi, không phải rửa gì thêm. Mọi người đừng có so sánh với xe nào mà xe cũ, xe nát, thì mọi người về bỏ thêm mấy triệu nữa để rửa xe. Cái đó mọi người tự kiểm chứng nha, có thể gọi em kiểm tra mấy cái tiệm rửa xe mà rửa nguyên con, người ta sẽ báo giá như thế nào. Rồi,
Thì bây giờ cái chương trình hậu mãi bên em á thì có tặng nhớt nè. Tụi em tặng nhớt, tặng nó bảo hiểm. Tặng nó bảo hiểm thường, tặng nhớt nha. Nhớt Motul với là Hux Colin nè. Đó. Với này là có bảo hành cho anh em luôn. Có bảo hành cho anh em khi mua xe. Đó, đây là cái địa chỉ tiệm của em nè. Ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn. Cách chợ Thủ Đức khoảng 50m, 100m thôi nha mọi người. Đây, đường đi rộng rãi cho mọi người. Đây, cái tiệm của em đây. Đó. Đi mô tô Thủ Đức. Ok nha mọi người. Đó. Tiệm của em đây quá trời lớn luôn nha. Trạm xe lốt. Đó. À, em có hỗ trợ thi bằng lái này kia, quay đầu xe đó nha. Mọi người thi bằng A2 này kia thì cứ gọi em. Rồi muốn quay đầu xe hoặc là bán xe cũ gì bình thường hết, cứ mang tới đây em thâu hết. Miễn là xe hải quan chính ngạch này kia là được nha. Rồi thì tụi em có trả góp nữa. Trả góp qua Emboss nè. Có 3 hình thức trả góp nè. Trả góp qua Emboss. Thì thẻ tín dụng của mình thì có bao nhiêu thì mình quẹt bấy nhiêu. Rồi qua FE Credit thì tầm 40 triệu thôi, vay tối đa 40 triệu. Rồi ngoài ra anh em mà mua xe mà thiếu tầm vài triệu thì em cho thiếu, cái bình thường thôi, không có lãi gì đâu. Cái đó là gọi là em hỗ trợ cho người ta, cho anh em thôi. Đó, xe rất nhiều đó nha mọi người. Gần cả 100 chiếc nha. Đó, từ tay ga tới mô tô này kia quá trời luôn. Đủ 4 máy, 2 máy, 1 máy, 3 máy này kia có hết. Nha. Từ 100cc tới 1000cc. Đây, xe quá trời nhiều luôn. Đó. Em bán là xe hải quan chính ngạch không nha chị. Xe ủy quyền là sang tên rút hồ sơ cho anh em đều ok hết. Có ship xe cho anh em ở tỉnh nha. Có ship xe cho anh em ở tỉnh. Anh em nào mà ở gần gần thì mình ship bánh tải, còn ở xa xa thì cọc em ship tàu, ship xe chuyên dụng. Thì tầm có triệu mấy, 2 triệu thôi ạ. Em ship Hà Nội này kia đều ship bình thường hết. Hỗ trợ quay đầu cho mọi người luôn. Đó, toàn xe đẹp không. Quá trời xe luôn nha mọi người. Đó, gần cả 100 chiếc đủ thứ loại luôn. Đó. Ok nha mọi người. Mọi người có nhu cầu thì cứ alo dùm em nha. Alo dùm em, mình nói chuyện cho nhanh gọn lẹ. Mình mua xe mấy trăm triệu thì mình tiếc gì 2-3 ngàn, mình gọi điện thoại cho nhanh gọn, lúc đó hiểu ý nhiều hơn. Chứ mình đừng có nhắn tin nhiều lúc em nhắn nhiều quá em cứ lộn con người này người kia. Thì mình cứ gọi đi, có nhiêu tiền đâu. Mình được cái con xe ngon. Với lại là mình có thời gian mình tới xem trực tiếp đi cho nó dễ nha. Mình mua xe nếu mà xem được thì mình cứ xe tới xem. Một cái xe bao nhiêu tiền mình cứ ở nhà mình cứ bấm chỗ nào rẻ mình mua thì cái đó là sai lầm nha mọi người. Mình rẻ tất nhiên là ok, nhưng mà mình phải tới phải xem trực tiếp, xem cái chất lượng nó như thế nào. Đó, xem cửa hàng nó như thế nào. Rồi mình hãy quyết định. Rồi, xin chào mọi người.